về đâu. Ngẩn ngơ lúa vườn gọi nhau, nào những khi ôm thép súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thở dài. Nơi chốn xa buồn thương mẹ quàng. Xin chào các bác. Trước mắt các bác đây là chiếc cụ đẩy bãi thương hiệu đến từ Anh Quốc nhé, Decaraking LA600. Với những chiếc cụ đẩy này thì nó là một cái hàng cực kỳ là hiếm, đặc biệt là những dòng đẩy đẩy của DK này thì nó rất là lành, này rất là lành các nhé. Với chiếc cụ đẩy này thì em xin test cho anh Thủy có địa chỉ ở số nhà 7 ngõ 2 xóm Sung, thôn Đoàn Viên, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội. Giá bao ship chiếc cụ đẩy này thì em vẫn bán cho bác là 5,2 triệu, vẫn bán cho bác giá cũ. Này. Còn không tặng lưới rác đâu nhé. Chiếc cụ đẩy này thì hiện nay là bọn em nhập cao lên cao, và nó tùy theo, cũng tùy theo cái chất lượng của từng lô hàng. Ví dụ những chiếc cụ đẩy mà nó gần như nhìn nó tươi thôi nhé, nhìn nó còn rất là tươi đấy. Từ mặt mũi rồi máy móc tí em sẽ quay cho bác xem. Chất âm cái dòng này thì tiếng của nó rất là ngọt nhé. Đấy, tiếng nó rất là ngọt, về cái tiếng bass nó đánh được xuống sâu đấy. Nên là tiếng chẳng hạn chúng ta hát ấy, thì khi mà các bác hát ghép với vang ấy thì cái tiếng âm trầm nó xuống là rất là sâu, đâm mà hát là rất là ngọt, nhất là các bác hát những dòng loa xịn như Boss rồi BMB. Đấy, tiếng xuống rất là sâu và ngọt, và dòng đẩy DK này thì nó lại bén tiếng cơ. Đấy, nó rất là bén tiếng. Với những dòng này thì gần như là nó cực kỳ là khan hàng nhá. Đấy, anh em gần như là nếu các bác cứ đẩy trên YouTube thì anh em bán cái dòng này rất là nhiều. Hiện tại nếu mà gần như hỏi là ai hết hàng, không hàng. Bên em thì nói chung là cái hàng này có là bọn em săn băng được để phục vụ các bác. Bán những cái dòng này thực ra lợi nhuận nó rất là thấp thôi nhá, gần như là chút xíu thôi. Nhưng mà chủ yếu là bên em bán là chủ yếu là bán là ghép bộ cho các bác. Nó hay đấy, bởi vì một bộ âm thanh thì con đẩy bãi nó chiếm tầm khoảng 40 đến 45%. Đấy, còn những cái chiếc vang nó cực kỳ là quan trọng, loa như vậy. Nếu loa với vang, loa nó cứ đều đều, vang một dùng một con vang tốt, một con đẩy bãi tốt này thì ghép kiểu gì cũng hay nhé, kiểu gì cũng hay. Đấy. Đi đằng sau chiếc cụ đẩy này để quay cho bác xem, đây số xe gì của bác đây. Này tín hiệu đường vào của nó bằng Canon thôi nhé, Canon, đấy, bằng Canon. Nó có đường link, này có đường link sang cụ đẩy khác. Và con này thì ra loa thì các bác có thể về đấu cọc loa cũng được, hoặc là rắc music như này, đấy, nó rất là tiện. Đi karaoke này xem, tháo luôn xem cho bác xem cái nội thất của nó. Đây nội thất thì hướng ống kính cho bác xem luôn cái tụ của nó đẹp thôi nhá. Gần như là những cái dòng đẩy bên em bán thì đẩy DK tụ bên em tuyển chọn nó tương đối là phẳng hết rồi, tương đối là phẳng. Và linh kiện máy móc thì đây nó còn tươi và đẹp. Đấy, rất là tươi và đẹp, tất cả dòng này thì sò zin hết rồi nhá. Dòng này thì máy nó rất là lành đấy, chạy 28 sò búa nhé, máy rất là lành đấy. Đây là những con diốt cầu này, diốt cầu, và nó rất là nhiều sò thúc nữa nhé, sò thúc nguồn cũng khá là to. Và dòng này thì dây dọ nó làm này rất là hiện đại, gọn gàng, chỗ nào nó cũng có rắc xiếc kết nối gọn gàng hết không nhé, gọn gàng hết. Và quả gió nó chạy thì êm, hiện tại vẫn đang chạy nhé, 4 quả gió đang chạy này đấy. Các bác có thể nghe được thì những tiếng động bên ngoài nó còn lớn hơn rất là nhiều, còn những tiếng quả gió này chạy khá là êm. Thì bên em bao giờ cũng vậy, quay cho các bác là test nhạc cũng vậy, quay rõ ràng cho các bác, nó lẫn cả những tiếng tạp âm bên ngoài rồi nó sẽ ồn, nó không chi tiết. Thì các bác nếu mà chúng ta nghe thì chúng ta phải tinh, hoặc là chúng ta đeo tai nghe vào. Còn nếu mà nhiều khi các bác nghe họ sử dụng những phần mềm ghép nhạc và nghe rất là hay, về nhà chúng ta nghe nó không thực tế đúng như vậy, nó rất là khó đấy. Nó phải thực tế, nghe nó thực tế thì về hay không các bác có thể nghe trên qua đây là các bác biết, đúng không ạ? Không còn quảng cáo nhiều, với những dòng đẩy này thì em không còn quảng cáo nhiều, quan trọng là hàng, nhìn hàng là con này đẹp tươi này, em chọn được các bác thế thôi. Chất âm của nó thì rất là hay rồi, và với dòng này thì các bác có thể chơi căng 2 đôi loa 30 cho gia đình thoải mái quá nhé. Riêng dòng DK này thì clip thì em xin cũng tạm dừng tại đây thôi. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh Thủy, cũng như là cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác gọi đặt hàng, các bác gọi cho em theo số máy 0385 2228. Xin chào các bác nhé.